Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên câu đầu tiên nữa nha. Đây, một em đồng hồ Nhật nha. Angle Clover C Cruise nè, chống nước 200 m. Con này là mới, chưa sử dụng luôn. Rồi, em bán cho cả nhà là 1 triệu 7 nha. Đó, quá trời khủng, còn nguyên siêu đấy, sản xuất tại Nhật luôn, an tâm mà xài. Japan nè, thép đúc chống nước 200 m, niềng xoay kiểu dáng cực kỳ hầm hố luôn nha. Đó, rất là độc luôn, niềng xoay size 47, chưa nấm, cỡ nấm là 49 nha cả nhà. Dành cho anh em nào tay bự nha, tay nè, dù tay 17 đổ lên nè. Đó, mặt hai lòng, cái niềng nào quá trời độc luôn. Em đảm bảo con này là hiếm gặp nha. Đó, Angle Clover như dạo quang được 2 kim thôi, nhưng mà mấy kim luôn nha. Đó, nó có nấm vàng nè. Ôi, coi cả nhà ơi, nấm này nấm củ chai luôn nè, kéo ra hồi ấn. Đó, ấn kim nhỏ mới chạy. Ôi ôi, ba nấm củ chai luôn cả nhà ơi. Nè, dừng nè, reset nè. Đó, ví dụ mình không xài nữa, dặn vô chống nước là quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Đó, hiếm lắm mới gặp được nha. Nè, cái nấm giữa cũng nấm củ chai nha. Đó. Rất là độc luôn nha cả nhà. Mới 100% chưa sử dụng nha. Con này anh em lên dây da dây gì cũng rất là đẹp nha. Ba nấm cổ chai chống nước 200 m, quá tuyệt vời luôn. Đó, nếu mà chống nước này chắc đi tắm luôn nha. Đó nè, nấm cổ chai nè. Đó, lần đầu tiên luôn. Rất là nặng luôn nha cả nhà. Rồi, em qua con khác nha. Đây, lên cả nhà một con đồng hồ Citizen, rất là hầm hố luôn, 1.280.000 nha. Dây thép đúc, đó, dây nè, vari của Citizen, vari nè cả nhà, chống nước 100 m, đáy xoáy. Size của nó là 42, chưa nấm, cả nấm là 47, càng là 48 nha. Đeo lên tay nè, rất là hầm hố nha cả nhà, khóa bấm luôn, dây 19 đổ về nha, dây đủ tay anh em là 18 rưỡi đổ xuống, rất là nặng luôn nha, dạ quang xanh dương nha cả nhà, này mới tinh luôn. Đó, rất là hiếm gặp nha, đẹp keng luôn nha. Rồi, tiếp theo em lên một con đặc biệt của ngày hôm nay nè cả nhà, mới về được phòng em, Casio World Cup, FIFA World Cup nha. Con này bản thường là Casio Edify, còn con này là bản đặc biệt World Cup size 40, dây thép đúc, dây đầy mi nè, quá trời phê luôn nè. FIFA World Cup được diễn ra tại Đức năm 2006. Đó, FIFA nè, 1974 FIFA nè của con này là không có bán thị trường Việt Nam, cái này nội địa Nhật nè cả nhà. Mặt nè, mặt caro nha, 3D luôn, chạy cơ chế 6 kim và đặc biệt có kim trôi nữa nha. Nè, bấm giờ 1 trên 100 nha. Đó, 1 trên 100 nè, tốc độ bàn thờ luôn. Đó, cái kim dây này nó quạt nè cả nhà. Con này rất là hiếm gặp nha. Còn kim 12 giờ kim trôi nè. Đó, rất là độc luôn nha. Ở đây có cái logo World Cup nè, cái cúp. Còn đây FIFA nè. Đó,
Em bán 1.850.000 nguyên hộp bao ship luôn nha cả nhà. Dây dài luôn anh em. Dạ quang rất là sáng nha. Đó, dây 20 đổ về luôn. Đây, còn đây là dạ quang nha. Em có bán cái đèn này với giá 100.000 nha cả nhà. Rồi em qua một con khác nha, để vui vẻ chương trình em lên một con đồng hồ có ghi âm nha, Casio hàng cổ Easy Red, có nghĩa là ghi âm dễ dàng đó, nút ghi âm, nút play và có loa, hàng cổ nha, sản xuất tại Hàn Quốc, Hàn Quốc nha cả nhà. Nét kém quá ta. Rồi bây giờ em bắt đầu ghi âm nha. Alo alo, chim sẻ gọi đài bàn. Alo alo. Rồi à, em nói nhỏ quá ha, không nghe nha. Rồi để em làm lại nha cả nhà. Alo alo alo, chim sẻ gọi đại bàng. Alo 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 alo. À, nó sắp hết pin rồi cả nhà. Để mai thay pin rồi em báo sau nha. Đó. Mới vừa về chưa có thời gian rảnh để test luôn. Rồi em lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ phun bóc đây của Đức nha, nguyên hộp luôn, sổ sách này kia đầy đủ nữa, về tha hồ đọc truyện luôn đó, chữ nhật nè, nguyên hộp nha, 780.000 bao ship luôn. Đây đồng hồ Đức size 49 ngang nguyên hộp. Sensor master là bậc thầy cảm biến nè, Garmin sensor là một cảm biến Đức nha. Rồi nó có chức năng gì? Thứ nhất là có đo thời tiết, dự báo thời tiết, nhiệt độ, nút này nút cảm biến nha. Rồi độ cao nước biển nè, leo núi nè. Đó, đây nhiệt độ, đây áp suất khí quyển nè, có biểu đồ luôn nè. Rồi chúng ta có la bàn và tọa độ nha. Thường mấy con này lấy về nó sẽ không đúng cái la bàn đây cả nhà. Đó, em mới chỉnh xong xuôi hết rồi. Nó có hai báo thức nha, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, giờ song song, lịch vạn niên, nhiệt độ nè, chỉ hướng nào ra hướng đó, đông nam, hướng này hướng đông nam nè, chỉ hướng nào ra hướng đó luôn. Còn đây là độ cao nước biển, có biểu đồ luôn nha. Đó. Mới tinh luôn. Rồi 780 bao ship nha, nguyên hộp luôn. Rồi em lên một con xịn sò hướng nào cả nhà. Rồi sóc nguyên hộp thiết mới về từ Nhật luôn. Con này là đỉnh và đẳng cấp luôn nha. Casio G-Shock dòng MTG. Chạy chức năng 3 kim, lịch gấp 4 giờ. Rồi. Nó có kháng từ nè, được lắp ráp tại Thái Lan, nhìn sợi dây nè quá trời bán luôn nha cả nhà. Đó, bán quá xá bán. Đặc biệt là nó có đèn nữa. Sản xuất tại Thái Lan nha, chống nước 200 m, chống sốc, chống bụi, búa loa xua, dòng cao cấp nhà MTG 120, cực kỳ hiếm gặp luôn, Japan nè. Đó. Và nó có đèn nữa nha cả nhà. Đó. Em bán con này nguyên hộp luôn, mới độ mới này, mới tinh luôn nha cả nhà, nguyên rin luôn, 1.180.000 nha. Đó, quá trời ngầu luôn nha cả nhà, cực kỳ hiếm gặp luôn. Dây hả, bao dài luôn đó, dây anh em 20 đổ về luôn nè.
Đó, nguyên hộp luôn nha, từ Nhật về. Chơi mấy con này là bao ngầu luôn, hàng đúng cổ luôn. Quá trời đẹp luôn nha, có đèn luôn. Kiểu dáng nè cả nhà. Đó. Bằng hả, mấy con rời sóc bây giờ, mấy con rời sóc bây giờ cũng rất là mắc nha. Rồi tiếp theo đó em lên một con đồng hồ rời sóc nữa nè. Con này cũng nguyên hộp luôn, mới tinh luôn. Được cái con này pin năng lượng dòng multiband 6 nha cả nhà. Chạy cơ chế là 7 kim, lịch vạn niên luôn nha. Dạ quang cực kỳ sáng luôn. Đây, sản xuất tại Thái Lan luôn. Chống nước, chống bụi y chang như con kia mà dòng cao cấp nha. Nè, độ mới rồi, dây cộ nè, mới tinh. Nguyên rin, pin năng lượng nha. Rồi bây giờ em test chức năng của nhà xem. À, em quên đo size con này nha. Đo ngang 40 nè. Cả nấm là 43.5. Càng là 50. Đó, đeo lên tay nè. Quá ngầu luôn. Rồi con này đo size cho cả nhà xem. Size 46.5. Rồi, nó chạy cơ chế nè, cho coi dạ quang trước rồi. Đó, quá bán luôn. Chạy cơ chế là 7 kim nè cả nhà. Rồi em bấm nha. Nó kim nhỏ này là nó chỉ các chức năng và chỉ thứ nha. Còn đây bấm về tao nè. Đó, cây kim này là kim bấm về thể thao nè. Đó, cây kim nhỏ nào quạt nè. Đó, đọc lại nha. Dừng nè, reset nè. Rồi, bây giờ là tiếp theo là bấm giờ điểm ngược nè, đi lùi nè. Đó. Và có chức năng xem các múi giờ trên toàn thế giới nè, 24 múi giờ nè. Đó, mình chỉ vô múi giờ nào là nó ra giờ đó luôn. Đó, và đặc biệt có báo thức luôn nha cả nhà, alarm nha. Đó, báo thức nha. Nè, nó chỉ ợp nè, mình muốn on on thì bấm này, on nè, ợp nè. Đó, chỉnh bằng hai nút này. Ví dụ góc 6 giờ mình muốn chỉnh thì bấm nút này, đến 6 giờ là 6 giờ sáng nó báo thức nha. Đó. Còn bây giờ em nè, có chuông nè, em tép chuông cho cả nhà xem nè. Chưa nha. Đó, có chuông nha. Đó, đầy đủ chức năng dòng cao cấp nha. Em bán 1.080.000 nguyên hộp bao ship luôn. Quá trời xịn luôn nha. Rồi, qua con khác nha. Rồi, em lên một con này rất là xịn luôn nè cả nhà. Đó, cũng nguyên hộp luôn. Đó, hôm nay chơi nguyên hộp luôn. À, Casio Rochette. Trời ơi, mới hả? Cực kỳ mới, quá trời mới luôn. Casio Rochette nha. Dòng multiband 5. Đó, khóa nè, đĩa nè. Pin năng lượng nha, sản xuất tại Nhật nữa. Trời ơi, quá xịn. Khóa nè, khóa Japan. Đó, dòng BRW 1300Z, Z là Japan. Đó, con này đúng xịn luôn nha cả nhà. Rồi em test chức năng cả nhà xem, size ngang 47 nè. Đó, nó có ba cảm biến pin nè, pin đâu rồi, pin chữ H nè, H là khỏe, H là sạc đầy. Rồi lúc này là lúc la bàn cả nhà, tọa độ nè. Ông nội nó kêu dữ luôn. Không phải. À, ông cố này ông kêu là đây, còn lúc này là lúc nhiệt độ và áp suất khí quyển nha, còn đây là độ cao nước quyển. Đó, đầy đủ chức năng nha. Lịch vạn niên, lịch sử, xem giờ thế giới, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, báo thức, có chế độ nhận sóng từ Nhật. Có thể chỉnh mình dùng điện thoại cho thằng đồng hồ này tự cập nhật giờ được luôn nha. Đó. Coi,
Đó, có đèn tự động luôn nha cả nhà, có đèn tự động luôn đó, mới tinh luôn, 1.080.000 nha cả nhà. Rồi đây một em này còn ghê hơn nữa nè, Oren bát quái nha cả nhà, biết Oren không? Đó, chạy cơ chế 3 kim 2 ô điện tử trên và dưới nha, niềng xoay 2 chiều, mới len ken xà beng luôn, cực kỳ hiếm gặp nha, bán cho cả nhà 980 bao ship đó. Oren là bách quái nữa nha, size của nó là 40 nè cả nhà, 40 chưa nấm cỡ nấm 42 dây hả, tao nói không có ai tay nào mà tay 21 22 gì hết rồi. Hiếm cực kỳ. Rồi nó có chức năng gì xem dạ quang thế nào, niềng xoay 2 chiều, dạ quang sáng, lịch vạn niên, có chuông báo thức, có đếm ngược thể thao, có báo thức. Ôi. Đó. Đầy đủ chức năng và đặc biệt có đèn nữa nha cả nhà. Có đèn nữa nha. Quá trời đẹp luôn, 980 bao ship nha. Đây, lên cho cả nhà một con Thụy Sĩ em bán cho cả nhà là 680 bao ship, size to luôn. Đó, 6 kim. Bấm về thể thao. Chắc con này hết pin quá à. Pin nó hơi yếu, mai em sẽ ra thay pin nha. Bán 680 bao ship. Size cũng bự nha. Size 39 nè. Sản Thụy Sĩ nè, 4 chân kính. Dây thép nha. Dây 19 luôn nha cả nhà. Đó, 680 bao ship, mai anh thay pin nha. Rồi, em mới về được con đồng hồ Casio Owlen nè. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Pin năng lượng. Đặc biệt có đèn tự động nha cả nhà. Đèn tự động. Tự nha. Đó. Size 39 ngang. Đèn led trên led dưới, dạ quang học trò, 1.180.000 rồi nha cả nhà. Đó, báo thức, bảo hành đầy đủ cho anh em luôn, lịch vạn niên nha, dây thép đúc, có thể lên dây dù được luôn nha cả nhà, rất đẹp nha. Rồi qua một con khác giống y chang con đó nhưng mà được cái mặt nó xanh rêu rồi cả nhà, pin năng lượng size 40, dây thép đúc luôn, 980 bao ship nha. Đó, phiên bản đặc biệt nè, đèn chuông, pin năng lượng khỏe nha, kính đẹp, vỏ đẹp. Đó, 980 bao ship nha, size 40 chưa nấm dây đúc luôn. Rồi, một em đồng hồ, con này là Casio Rolex sản xuất tại Nhật, phiên bản kinh công nha. Đó, đo ngang là 56, 3 cảm biến. La bàn nè. Nhiệt độ nè, áp suất khí quyển nè, lịch vạn niên nè. Độ cao nước biển nè, nhiệt độ nè. Báo thức nè, bấm giờ thể thao nè. Nè, kinh công nè cả nhà. 850 bao ship nguyên riêng từ A đến Z luôn. Đó, phiên bản mấy con thú nha. Có đèn tự động luôn. Đó. Niềng xoay nè, 2 chiều. Ok chưa? Rồi. Đây, một em đồng hồ Vagari phiên bản cực kỳ hiếm gặp nha, 1.280.000. Đó, chạy cơ chế 4 kim. Kim xăng này nó quạt chỉ ngày và đêm, lịch gấp 1 vô giờ. Đó, quá trời đọc luôn, size 40. Cây kim nè, hiếm gặp nha, 1.280.000 nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Casio Quay Scepter dòng 6 kim,
pin năng lượng nha, pin năng lượng và cũng có đèn tự động luôn, 1.180.000 như thế nha. Đó. Dây thép đúc nha, sản xuất Thái Lan, size đo ngang là 41.7 nha. Bấm giờ thể thao nè, báo thức 5 báo thức và 1 báo tiếng, lịch vạn niên luôn. Đó, mặt hai lòng, dây thép đúc nha. Chịu 180.000 cả nhà, bao ship luôn, bảo hành đầy đủ. Rồi, đâu để tìm con độc lạ lên cho cả nhà xem nữa. Đây, siêu độc lạ Casio Shadow, sản xuất tại Nhật nha, hàng cổ nè. Đó, kiểu dáng nè, 780 bao ship, chạy cơ chế 6 kim, có đèn nha, có đèn nè, đèn nền xanh, có báo thức. Báo thức nè, lịch vạn niên nè. Đó, còn đây bấm giờ thể thao nè, kim trôi góc 9 giờ nè. Đó, nó trôi nè, thấy chưa. Dây nè, nguyên rin luôn, hàng đúng sưu tầm luôn nha. Casio Shadow, size dây là 21 luôn, 780 bao ship, size đo ngang 44.7, kim trôi, kim này kim quạt, kim dây, kim 24 giờ, có lịch vạn niên đây luôn. Thép nha, chứ không phải sơn hay mạ đâu nha cả nhà, thép rất là ngầu luôn. Rồi, một em đồng hồ Canada, Canada nha, 580 bao ship, size 37, size 37 chưa núm, dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ nha, cả núm là 41. Đó, Canada nha cả nhà. Đó, dạ quang gì ngộ không, 580 bao ship rồi nha cả nhà. Đó, watch good. Visa em còn thêm con đồng hồ của Mỹ, Mỹ nè. Đó, 750 bao ship nè, rất là đẹp luôn, hai bên nè. Đó, lịch lọc, kim cọc nổi nha cả nhà, kim cọc nổi nha. Dạ quang chắc hai kim, nhìn rất là ngầu nha, size 40 càng là 45, quá trời đẹp luôn. Đó, 750 bao ship nha, con này thì 930 nè cả nhà, sản xuất tại Nhật. Đó, rất đẹp nha, 930 bao ship nha, nguyên rin, từ dây khóa đến từ dây đến khóa luôn. Đó, thì em để, em thấy còn xài được còn ok em để lại. Đó, dây zin, dây xịn luôn nha. Đó, kim cọc mạ xanh nè, ánh xanh rất là đẹp luôn, size to nha, size 36 ngang, càng là 50. Đó, con này tay anh em phải 16 đổ lên nè, lịch lọc nè, sản xuất tại Nhật nha, Orobi Anko. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Cũng còn nhiều quá mà em lên không kịp. Đây, lên cho cả nhà một con độc lạ khác nè, Casio. Đó, 730 bao ship luôn. À, chạy có dạ quang nè cả nhà, rất là đẹp, có đèn và đặc biệt có đèn tự động, 730 bao ship, lịch vạn niên. Rồi, dây dài luôn nha, size của nó đo ngang là 40 mà càng
62 lần, tay anh em phải 16 rưỡi đổ lên nha. Em là tư vấn kỹ nha, tay vừa thì bán, còn tay không vừa thì em sẽ tư vấn thêm nha. Đó. Ấy, con này pin năng lượng nha cả nhà. Ui trời. Pin năng lượng nha. Đó, lỡ rồi bán 730 bao ship luôn. Đó, dây thép đúc nha cả nhà. Dây thép đúc. Rồi. Đây, em có một con này rất là đặc biệt nè. Con này Casio Waysetter Multiband 6 mà được cái hả titanium 780 bao ship nha, cực kỳ hiếm gặp. Titan nha, size 40. Pin năng lượng khỏe nha. Đèn chuông rồi cái kia. Đặc biệt là con này titanium nha cả nhà. Hiếm gặp. Là size 21. Dây 21 luôn. Rồi. Đây em vẫn còn mấy con bình thường đây. Đó. Con xanh này 730 bao ship nè. Con trắng 608. Con đen này thì cho 650 đi. Multiband 6 nha, 5 báo thức, dây rút. Mấy con này là bằng thép nè, dây rút, còn con kia là titan nha. Rồi, lên cả nhà một con đồng hồ Mỹ nè. Titanium 608 bao ship nha. Niềng xoay chạy cơ chế là 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha, có dạ quen nha. Dòng lặn chống nước đến 300 mét nha cả nhà, chống nước đến 300 mét. Size của nó là 40 luôn. Dây có đề mi nè, dây dài luôn nha, nhìn là biết dài. Dây 20 luôn. Rồi, thôi. Hôm nay em tới đây thôi. 10 giờ. Đó, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết nha. Mai em sẽ lên tiếp nha cả nhà.